Từ đầu năm đến nay, ngành giáo dục đào tạo tỉnh Bình Dương đã đẩy mạnh triển khai mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các trường học. Với sự linh hoạt trong cách tiếp cận, mỗi trường đã xây dựng không gian văn hóa theo cách riêng, phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu của giáo viên, học sinh. Qua đó, mô hình không chỉ nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống, mà còn góp phần định hình, nhân cách, truyền thống tốt đẹp cho thế hệ trẻ. Tại trường tiểu học Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, không gian văn hóa Hồ Chí Minh được bố trí với 3 chủ đề trọng tâm: bộ ảnh Hồ Chí Minh kết tinh hồn dân tộc, khu trưng bày sách báo và tác phẩm của Bác, cùng mô hình lăng Bác do các giáo viên bộ môn sử địa và giáo dục công dân dày công thực hiện. Nhà trường đã cẩn thận sưu tầm nhiều tài liệu phong phú về cuộc đời và sự nghiệp của Bác, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên và học sinh đến tham quan, tìm hiểu và học tập. Những mô hình này không chỉ giúp học sinh hiểu rõ hơn về cuộc đời và tư tưởng của Bác, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị đạo đức, lối sống tích cực trong nhà trường. Trong không gian văn hóa Bác Hồ, học sinh thì vào những cái tiết mà tìm hiểu về cái truyền thống bên đội hay những tiết tham gia lịch sử, để vào đó để được giáo viên hướng dẫn tìm hiểu thêm. Tại trường tiểu học Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, không gian văn hóa Bác Hồ được xây dựng theo hướng mô hình không gian mở, được đặt ngay trước sảnh chính của trường, giúp cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh dễ dàng tiếp cận, tham quan và học tập hàng ngày. Ở đây, các em học sinh được tìm hiểu về quê hương của Bác qua hình ảnh làng Hoàng Tru và làng Sen. 5 tác phẩm lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được công nhận là bảo vật quốc gia và các tư liệu về Bác với thiếu nhi. Với những hình ảnh trực quan sinh động, giúp các em có những trải nghiệm ý nghĩa để phấn đấu học tập và rèn luyện, nhà trường cũng sắp xếp thời gian cụ thể cho từng khối lớp để đảm bảo tất cả học sinh đều được tham quan và trải nghiệm. Từ khi có cái không gian văn hóa Hồ Chí Minh đặt tại trường, thì trong cái giờ ra chơi các em đến đây rất là tự nhiên, mở sách và đọc những mẫu chuyện, bài thơ, vân vân, và các em cảm thấy hay, thực hành theo. Thì từ đó là các em rất là yêu thích cái văn hóa đọc. Từ đầu năm đến nay, Bình Dương đã tích cực triển khai xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại nhiều trường học các cấp trên địa bàn. Những không gian này không chỉ tạo ra môi trường học tập sinh động và hiệu quả, mà còn khuyến khích sự tự học, tự nghiên cứu của học sinh, giúp việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở nên gần gũi và thực tế hơn bao giờ hết.